không ngại cưới chỉ cần một lý do. Đông cầu xin Huyền đóng giả làm người yêu. Gừng càng già càng cay, khi mà phình không được, cho kẹo cũng không ăn, mắng chửi cũng không xong. Cuối cùng thì Cù Mão tuy nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên. Bước đường cùng, cụ đành giờ mưu hèn kế bẩn, hòng ép hai đứa cháu của mình cưới vợ cưới chồng. Trước cơn thịnh nộ cuồng phong đòi sống đòi chết của Cù Mão, Đông và Yến đành phải tìm vợ tìm chồng bằng mọi giá. Sau khi thuyết phục một tá người yêu cũ nhưng không đồng ý, Đông đành lê thân giả đến tìm Huyền, tìm vận may cầu xin Huyền đóng giả làm người yêu chuẩn bị cưới của mình. Đông rơi vào khủng hoảng khi không chỉ vừa chia tay người yêu mà còn khiến cho cả gia đình tan hoang tan tác, tan đàn xẻ nghé. Nghe Đông tuyên bố không lấy vợ, Cù Mão đã nằm lăn quay ra giường. Vậy là kiếp này, đời này, rồi cái nòi này cũng xem như xong, gia đình dòng họ xem như tuyệt tự. Khi thấy Đông mỗi quý chia tay một người yêu, hàng xóm còn độc mồm độc miệng phán dằm đất nhà này có khí sát thê, bởi vợ Cù Mão cũng ra đi sớm, vợ ông Trọng cũng hẹo khi vừa mới sinh Yến. Vốn dĩ không tin mấy trò mê tín dị đoan nên Cù Mão đành mời thầy về nhà, thì lại giật mình hốt hoảng khi nghe tin nhà này trước 15 trăng tròn không có hỷ ắt sẽ có tang. Rồi đùng cái đến ngày 15 vẫn không có đứa nào rục rịch, Cù Mão đã lăn lê bỏ toài rồi già chết, khiến cho cả nhà lo sốt vó. Vậy là trách nhiệm lại đổ lên đầu người anh cả á đầu. Đông vò đầu bứt tóc suy nghĩ trằn trọc. Anh quyết định gọi tất cả năm mâm người yêu cũ trong vòng 2 năm trở lại đây để thương lượng. Một tá người yêu xếp hàng dài, Đông đã đưa ra lời đề nghị đóng giả làm vợ hờ của mình với nguyên tắc giống như sơn ca của mình. Tới giờ gáy là gáy, tới giờ ăn là ăn, tới giờ ngủ là lên chuồng, khi bảo chọi thì chọi, ra hiệu thì dừng, không đá nữa. Chứ không chơi như em Mai kia, giữa chừng lại đòi cưới, rất chi là thiếu chuyên nghiệp. Đông tự tin, tiến đến trước mặt dàn người yêu cũ, nhưng đáp lại chỉ là những cú tát bôm bốp vào mặt khiến cho Đông sưng má cải mặt, lòi đom đóm. Cùng đường, Đông chỉ còn một người con gái quen biết duy nhất nữa, đó chính là Huyền. Cơ hội cuối cùng và cũng là duy nhất, Đông đã đánh liều tìm đến Huyền, cầu xin cô làm người yêu, làm người vợ sắp cưới của mình để ra mắt bố và ông. Liệu rằng trước một bà mẹ đơn thân đầy cứng rắn và mạnh mẽ, Huyền có sẵn lòng đồng ý để giúp Đông hay không?